Tối 4 tháng 8, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, ban hành các quyết định về việc kỷ luật đối với những vi phạm tại vòng 4 giai đoạn 2 NAVLIC 2023. Theo đó, câu lạc bộ Hà Nội FC bị phạt 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt nhiều pháo sáng, gây mất an ninh, an toàn trên sân vận động trong trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và câu lạc bộ Hải Phòng FC ngày 2 tháng 8. Trong khi đó, câu lạc bộ Hải Phòng cũng bị phạt 70 triệu đồng nhưng nhận thêm án cấm cổ động viên vào sân một trận kế tiếp tại trận đấu trên sân của câu lạc bộ Hà Nội thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, do cổ động viên của Hải Phòng gây mất an ninh, an toàn, đốt nhiều pháo sáng trên sân Hàng Đẫy ngày 2 tháng 8. Do câu lạc bộ Hải Phòng sẽ không chạm trán câu lạc bộ Hà Nội thêm lần nào ở mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm nay, nên án phạt sẽ được tính từ mùa giải sau. Trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội FC và Hải Phòng FC hôm 2 tháng 8, pháo sáng xuất hiện ở khu vực của cổ động viên Hải Phòng. Lực lượng an ninh liên tục phải dập pháo. Hậu quả là một cổ động viên nhí của đội khách bị bóng phải nhập viện cấp cứu. Mùa giải năm nay, câu lạc bộ Hà Nội FC từng hai lần bị phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở trận đấu với Hải Phòng và Nam Định ở giai đoạn 1 V-League 2023. Tính đến thời điểm này, câu lạc bộ Hà Nội FC đã phải nộp phạt số tiền lên hơn 110 triệu đồng chỉ vì hành vi sai trái của cổ động viên đội khách.